Huấn luyện viên trưởng Vũ Nghệ vẫn đang đưa ra những sự dạo dân dứt điểm. Vâng, như vậy đã có bàn mở tỷ số và người dứt điểm là Trung Nghệ. Và dứt điểm rất gọn gàng đến từ thủ áo số 7 của Minh Quang Hậu Thủ. Tình huống mà hàng tiền vệ của các cầu thủ bên phía Coca đã mở toàn cánh cửa và cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía Minh Quang Hậu Thủ. Bàn mở tỷ số đến từ rất sớm. Dứt điểm. Cú ra chân không thể giành chiến thắng trước Hoàng Tè. Sau một tình huống đi bóng thẳng vào trung lộ của các cầu thủ bên phía Coca. Quang Vũ. Không được. Cú chèo bóng về phía cột hải không thành công của Quang Vũ. Quang Vũ rất nhanh. Cơ hội không được. Tình huống ra chân đến từ Duy Khiêm nhưng vừa rồi bóng đã đập vào mép ngoài cột dọc và đi ra ngoài. Và phối hợp 1-2. Quang Vũ cơ hội phản công dành cho cầu thủ áo trắng rất nhanh. An Châu. Cơ hội dành cho Coca. Cú ra trần rất đáng tiếc. Một pha tấn công mà Coca đã có cơ hội để có thể làm tung lưới đối phương. Ra trần rất căng và đã có bàn đưa số trận đấu lên 2-0. Người vừa ra trần đó là Duy Khiêm, khiến cho thủ môn Hoàng Tè mất phương hướng, mất định vị ở trong tình huống bóng vừa rồi. Không được. Đó không phải là cú ra trần đến từ Minh Quang. Còn bây giờ là cơ hội phản công. Phản công dành cho cầu thủ bên phía Coca dứt điểm. Không được. Cú đưa bóng vào trong không thành công đến từ Hữu Hoàng. Vừa rồi thì đồng đội của anh tiếp tục là Tùng Dương. Cơ hội phản công An Châu. Bên này Trung Nghệ đang di chuyển. An Châu. Pha bóng An Châu đã không thể dứt điểm. Trung Nghệ dứt điểm rất căng. Nghĩa Bều. Pha bóng rất mạnh. Hino. Hiếu Hino không vào. Và dứt điểm với một uy lực khủng khiếp được tạo ra bởi Hiếu Hino. Nhưng vừa rồi thì bóng đã đập vào xà ngang và đi ra ngoài. Xin chào Vũ Ương. Số là 2-0 em nhé. Chút vừa rồi thì có chút mưa gió và chúng tôi ẩn một tí cho nó. Không được. Vũ Nghệ. Và đảo trần rất mềm mại của Vũ Nghệ. Không mang lại nhiều những cơ hội để có thể ăn bàn. Không được. Bóng đã vừa cắt mặt sau tình huống dứt điểm. Trước đó là tình huống thực sự nguy hiểm đã được tạo ra bởi cao thủ bên phía Coca. Hơi đáng tiếc khi bóng đã chỉ đập vào cột dọc. Trần Trung. Trần Trung. Phải dứt điểm rất chính xác. Và bây giờ tỷ số trận đấu đã là 1-2. 1-2 nghiêng về phía cầu thủ Coca. Một bàn rút ngắn tỷ số ở vào một thời điểm rất quan trọng. Trần Trung đã đi qua được bảng Messi. Và sau đó đưa ra một tình huống dứt điểm rất nguy hiểm. Không được. Chúng ta vừa thấy một pha bóng mà Tạ Trần Trung đã chút nữa thì vâng, như vậy đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Minh Quang Hậu Thủ. Và người ghi bàn chính là số 10 Minh Quang. Một pha bóng mà Minh Quang đã giơ chân ra vẫn có bàn thắng.
Hiếu Hino. Và như vậy lúc này thì trọng tài Sơn Trà Hà Nội có kết thúc trận đấu giữa Minh Quang Tu và các thủ Cô Cao thì số chung cuộc đó là 3-1. Xin cảm ơn tất cả anh em đồng hành cùng với Cường Mai ở trong trận đấu ngày hôm nay, và chúng ta có ít phút nghỉ ngơi trước khi đến với loạt trận tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay.